Xin chào mọi người, mình tên là Quanh, đến từ lớp BH26C, khoa an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp của trường Đại học Công đoàn. Và hôm nay chào mừng mọi người đến với khóa huấn luyện những kiến thức cơ bản về các yếu tố có hại tại nơi làm việc của nhóm 3. Mục tiêu của khóa học này là thứ nhất, ngăn ngừa tai nạn lao động, thứ hai, đảm bảo an toàn trong lao động và thứ ba, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Về phần nội dung thì mình chia làm 4 nội dung lớn. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là phân nhóm các yếu tố có hại, thứ ba là ảnh hưởng của các yếu tố có hại và thứ tư là biện pháp. Một nhỏ về khái niệm của yếu tố có hại. Yếu tố có hại là gì? Đó là những yếu tố có trong môi trường lao động tác động xấu đến sức khỏe của người lao động gây ra các bệnh nghề nghiệp, ví dụ như là khí hậu, tiếng ồn, rung động, phóng xạ, ánh sáng, bụi, vân vân. Phần hai nhỏ là phân nhóm các yếu tố có hại, thì như các bạn nhìn thấy mình đã phân nhỏ các nhóm của các yếu tố có hại như là trên màn hình các bạn đang thấy. Thứ nhất, về vi khí hậu, thì vi khí hậu là tổng hợp các yếu tố vật lý của không khí trong khoảng không gian nơi làm việc, bao gồm như là nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, vận tốc gió, bức xạ nhiệt. Tiếp theo đó là tiếng ồn. Tiếng ồn là tập hợp các âm thanh có cường độ và tần sóng khác nhau, gây cảm giác khó chịu cho con người trong điều kiện làm việc cũng như là nghỉ ngơi. Rung là những dao động cơ học phát sinh từ các động cơ và dụng cụ sản xuất. Những dao động đó có thể là dao động điều hòa hoặc là không điều hòa. Về bức xạ và phóng xạ thì thường bức xạ và phóng xạ chỉ xảy ra tại môi trường lao động đặc biệt. Có hai loại chính, đó là bức xạ ion hóa và điện từ trường. Về chiếu sáng thì chiếu sáng chính là điều kiện ánh sáng tại nơi làm việc có đơn vị đo là lắc. Tiếp theo là bụi. Thì bụi là bao gồm các hạt rắn nhỏ, thường là những hạt có đường kính dưới 75 micromet, tự lắng xuống theo trọng lượng của chúng nhưng vẫn có thể lơ lửng trong không khí một thời gian. Hóa chất độc hại. Tiếp theo đến với hóa chất độc hại thì đây là các yếu tố hóa học, các hợp chất và hỗn hợp có bản chất tự nhiên hay tổng hợp có khả năng gây độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Các yếu tố vi sinh vật có hại. Thì yếu tố sinh vật có hại thì là những tác nhân của mầm bệnh có thể gây ra bệnh cho người tiếp xúc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Các vi sinh vật gây hại thì bao gồm có vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và các sản phẩm sinh học có thể gây ung thư. Ngoài ra còn có các yếu tố khác. Về phần chi tiết thì trong khóa luyện này thì mình sẽ chỉ nói cụ thể và chi tiết, đấy là về bụi và những ảnh hưởng tác động xấu của bụi đối với cơ thể con người nói chung cũng như là đối với môi trường làm việc của người lao động nói riêng. Mời các bạn đến với phần 3, ảnh hưởng của bụi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với khái niệm chi tiết của bụi. Thì bụi là một tập hợp nhiều hạt có kích thước nhỏ bé tồn tại trong không khí. Thứ hai là nguy hiểm nhất là bụi có kích thước từ 0,5 đến 5 micromet. Bụi thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người lao động? Thứ nhất là có thể gây ra các bệnh bụi phổi như bụi phổi Philips, bụi phổi bông, bụi phổi Yi Mang. Thứ hai là gây ung thư là do arsen và hợp chất của arsen, format, chất phóng xạ, sợi Yi Mang. Thứ ba là nhiều bụi thực vật như bụi bã mía, bụi bông, bột gạo là những chất có thể gây dị ứng do hít phải, có thể gây hen, sốt rơm hoặc ban mày đay. Thứ tư là tổn thương ở da và niêm mạc, ví dụ như bệnh viêm da, niêm mạc, bệnh dị ứng, ung thư da. Thứ năm, ngoài ra một số loại bụi có thể gây ra vi khuẩn như các hạt bụi chứa nấm, virus hoặc là các mầm bệnh vi khuẩn. Sau đây mời mọi người cùng xem một video về các loại video về ô nhiễm bụi từ công trình xây dựng chương 3.
Như mọi người nhìn thấy trong video thì hiện tại bụi đã bao trùm toàn bộ không khí và gây khuất cả tầm nhìn, bám vào lá cây và có thể bay lên các tầng nhà cao tầng xung quanh. Kể cả những người không phải là người lao động trong công trường cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bụi này. Qua video thì chúng ta thấy là bụi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Do vậy thì chúng ta cần phải có những biện pháp để ngăn ngừa những tác động xấu của chúng đối với con người. Thì mời các bạn đến với slide tiếp theo. Về biện pháp thì mình chia làm 3 mục lớn, thì trong đó có biện pháp kỹ thuật, biện pháp vệ sinh cá nhân và biện pháp y tế. Thì trong biện pháp bảo vệ kỹ thuật, đầu tiên mình sẽ nói đến việc tự động hóa các quá trình sản xuất phát sinh bụi. Ví dụ như đóng bao, đổ trộn nguyên liệu thì nên áp dụng bằng các biện pháp vận chuyển bằng máy, băng chuyền trong các ngành công nghiệp như dệt, sản xuất than. Bao kín các thiết bị và dây chuyền sản xuất phát sinh ra bụi, ví dụ như máy mài, máy cưa, máy nghiền, phòng chống phát tán lan tỏa bụi ra môi trường xung quanh nơi có đông công nhân tham gia quá trình sản xuất. Tiếp theo phải thay đổi phương pháp công nghệ sinh bụi bằng công nghệ sạch. Đúc liên tục, làm sạch vật đúc bằng nước, khoan út, làm ẩm nguyên liệu. Thay thế phương pháp trộn nguyên liệu khô bằng trộn ướt. Phải định kỳ kiểm tra nồng độ bụi trong các công đoạn phát sinh nhiều bụi tại nơi làm việc và thường xuyên kiểm tra theo ca kíp, theo ngày, theo tuần, có so sánh, phân tích và xử lý kịp thời. Để phòng chống bụi cháy nổ thì phải kiểm tra thường xuyên nồng độ các loại bụi có thể gây nổ như các dung môi hữu cơ, các loại bụi kim loại. Tiếp theo đến biện pháp vệ sinh cá nhân, thì đầu tiên chúng ta phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân chống bụi hữu hiệu, các biện pháp bảo vệ cơ quan, các phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp, khẩu trang, mặt nạ, mặt trùm, găng tay, quần áo, vân vân. Và khi lựa chọn các phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp thì cần đặc biệt chú ý đến chủng loại khẩu trang có khả năng tản được cỡ hạt bụi nhỏ hơn 50 micromet, thì đấy chính là bụi hô hấp nguyên nhân chính gây ra bệnh bụi phổi. Tiếp theo cần phải tăng cường các chế độ vệ sinh cá nhân đối với nghề công việc tiếp xúc với bụi độc, đặc biệt là khu vực sản xuất, người lao động tiếp xúc với hơi khí bụi độc, bụi phóng xạ hóa chất vân vân. Cần chú ý đến công tác huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động, giáo dục tính tự giác làm tốt vệ sinh lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Cuối cùng là biện pháp y tế thì phải thực hiện khám tuyển, khám định kỳ, giám định sức khỏe, chụp phim, chức năng hô hấp thường xuyên cho người công nhân tiếp xúc với bụi, phải có tiêu chuẩn cụ thể cho việc kiểm tra sức khỏe cho công nhân phù hợp với yêu cầu công việc. Thì đây là một công việc quan trọng trong quá trình theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Tiếp theo là nghiên cứu chế độ làm việc thích hợp cho ngành nghề tiếp xúc nhiều với bụi độc hại và nguy hiểm. Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, phát hiện sớm các tình trạng sức khỏe có thể điều trị kịp thời, phục hồi khả năng lao động. Tổ chức theo dõi sức khỏe, khám lại cho các trường hợp đã được phát sổ bệnh bụi phổi, kể cả sau khi nghỉ hưu hoặc là chuyển nghề, đảm bảo quản lý theo dõi tiến triển của bệnh nghề nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời thực hiện điều tra dịch tễ của bệnh nghề nghiệp nhằm có cơ sở khoa học cho việc điều trị có hiệu quả cho bệnh bụi phổi. Cuối cùng là điều trị phục hồi chức năng cho người lao động bị suy giảm chức năng hô hấp do tiếp xúc với bụi, theo dõi kiểm tra thường xuyên công nhân tiếp xúc với bụi độc hại nguy hiểm, có kế hoạch cho bệnh nhân được kiểm tra chữa trị tại các trung tâm phục hồi chức năng nhằm duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi đời, tuổi nghề cho người lao động. Phần thuyết trình của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.